chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cái phím nóng mà chúng ta hay dùng ở trên MacBook của chúng ta nhé mọi người nhé. Ở trên MacBook này thì nó hơi khác Windows một chút. Ví dụ như là cái phím Ctrl ở trên Windows, ví dụ như Ctrl C như này hoặc là Ctrl V đúng không? Thì là nó là copy và paste. Thì tương tự như ở trên MacBook thì chúng ta sẽ là Command C và Command V nhé mọi người nhé, thì nó cũng sẽ là copy và paste. Tiếp theo thì ví dụ như là chúng ta dùng một những cái tab vụ như này, hoặc là chúng ta gõ văn bản, ở đây mình đang ở cái phần ghi chú này, mình sẽ tắt đi như này nhé mọi người nhé. Đây thì hiện tại là cái phần ghi chú này nó chưa tắt hẳn đâu nhé mọi người nhé. Đó, đây này, nó chưa tắt hẳn. Nếu mà các bạn muốn tắt hẳn thì chúng ta sẽ dùng cái tổ hợp phím là Command Q. Đó thì lúc này cái ứng dụng của chúng ta mới bắt đầu là tắt hẳn nhé mọi người nhé. Đó, và tiếp theo ví dụ như chúng ta muốn chụp ảnh cái màn hình của MacBook này thì chúng ta cũng sẽ dùng phím nóng nhé mọi người nhé. Ví dụ như là chúng ta chọn vào Command Shift 3. Đó, thì ở đây cái ảnh của mình chụp nó sẽ tự động nó lưu ra cái màn hình chính nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ click vào này. Thì ở đây là cái Command Shift 3 này nó sẽ chụp ảnh toàn màn hình, hoặc chúng ta có thể là Command Shift 4 nhé. Command Shift 4 này. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn một góc của màn hình. Chúng ta sẽ chọn một phần nhé. Đây mình chụp như này. Đó. Đây mình sẽ bỏ ảnh đi cho mọi người xem này. Đây, thì Command Shift 4 là chụp cái khung hình mà chúng ta chọn nhé mọi người nhé. Tiếp theo thì là ví dụ như là chúng ta dùng một cái tác vụ nào đó ở trên cái Mac này. Ví dụ như mình đang dùng cái tác vụ mà nó không được cái phản hồi, hoặc là nó cứ bị treo như này, thì chúng ta lúc đó phải cần phải bắt buộc là phải đóng. Thì các bạn sẽ dùng cho mình cái phím là Command Option này, ESC. Đó, lúc này nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ như này. Chúng ta sẽ chọn vào những cái tác vụ mà chúng ta yêu cầu bắt buộc phải đóng nhé. Đây, mình bắt buộc phải đóng này. Rồi, mình bắt buộc đóng thử này. Đó, hoặc là cái Safari này cũng bắt buộc đóng nhé. Này, đóng này. Ok, vậy là mình đã đóng được một số những cái tác vụ mà nó không phản hồi mình bằng cái tổ hợp phím là Command Option ESC nhé mọi người nhé. Tiếp theo thì ví dụ như chúng ta đang dùng Safari này, đang dùng cái bản đồ này, hoặc là đang dùng tất cả những cái ứng dụng chúng ta muốn chuyển nhanh. Đây ví dụ như là cái camera của mình đây. Đó, và chúng ta muốn chuyển nhanh thì các bạn sẽ dùng là Command Tab. Đây, chúng ta sẽ chuyển nhanh qua các ứng dụng này. Rồi, tiếp theo thì ví dụ như chúng ta đang dùng ở cái bản đồ như này và các bạn ấn Command M thì lập tức nó sẽ thu nhỏ xuống dưới góc màn hình cho mình như này nhé mọi người nhé. Đó. Rồi, và cái tiếp theo là chúng ta sẽ dùng là tổ hợp phím là Command Shift 5. Đây, cái tổ hợp phím này thì sẽ ra cái phần là quay màn hình của cái chiếc MacBook của chúng ta nhé. Chúng ta có thể là chọn những cái thanh liền như này. Thì chúng ta sẽ là quay toàn màn hình. Còn nếu mà chúng ta chọn sang bên cạnh như bên này thì chúng ta sẽ chọn một phần của màn hình để chúng ta quay nhé mọi người nhé. Đây. Ok, thì hôm nay mình đã tổ hợp cho mọi người là những phím nóng mà chúng ta thường dùng ở trên MacBook nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé, và chia sẻ video giúp mình.